Số vật thể thừa nhưng hoàn toàn tự động. Có thể bạn chưa biết, xem video này của mình ha. Rồi, đây là ứng dụng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, Snap Edit, trình sửa ảnh AI. Các bạn tải ứng dụng này về, rồi cùng mình trải nghiệm ha. Bây giờ thì mình sẽ mở ứng dụng lên. Đây là giao diện của ứng dụng nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách xóa vật thể. Bây giờ mình sẽ chọn là xóa vật thể. Rồi, mình sẽ tìm bức ảnh cần xóa vật thể. Mình sẽ chọn bức ảnh này. Rồi, là ứng dụng miễn phí nên nó có quảng cáo. Các bạn nhấn vào dấu X nè. Tiếp tục thì các bạn chọn là tự động AI. Xong nó sẽ hiện hai đối tượng mà các bạn có thể xóa. Bạn chọn một trong hai các bạn, hoặc là các bạn chọn hai cũng được luôn. Mình sẽ chọn nhân vật này. Đó. Rồi các bạn sẽ nhấn vào chữ xóa nè. Vậy là xóa xong, rất là đẹp luôn. Xóa xong rồi thì các bạn sẽ nhấn vào chữ lưu nè. Rồi các bạn sẽ nhấn vào chất lượng cao nè, xem video quảng cáo, mình sẽ nhấn vào đó. Đó, để mình không có tốn phí nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhấn vào dấu X nè. Nó hiện đã lưu ảnh. Vậy là xong ngay các bạn, rất là đơn giản luôn. Phạm Tâm chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.